Cào đó. Thì con cào cào. Đúng rồi. Con cào cào màu gì? Bù trắng ngắt cây. Nãy tôi nói con gà nó suy nghĩ sao? À mẹ phải hợp dài gà mẹ. Giỏi mẹ của mẹ thương mẹ. Đúng rồi. Nó suy nghĩ vậy hả con? Rồi nó có học giỏi không con? Nó học giỏi. Ừ. Nó còn được chơi không? Lại đây, ngồi lên đây. Nè Eva coi Duy nè. Lại đây. Mami nhỉ, con mơ không bắt con cù cù kè. Con bò cú nó rồi. Ừ, cú nó rồi nè. Eva. Tôi ăn giỏi đó. Mami. Hả? Duy còn nhỏ, trò chơi của Duy còn lúc còn nhỏ. Giờ lớn rồi còn chơi nữa không? Mà chơi chiếc cổ cây ngại đó. Nói này ăn nhiều rồi để lớn đi, rồi được đi học giống Phúc Chi nha. Đi ra tôn cào cào tiếp là con cào cào người nó chưa tô tâm rồi. Ngồi xuống nhai hết trong miệng đi. Ngồi xuống cho Eva tô với. Eva cô quen ngoại kháo quá. Tô ra ngoài hả? Không biết cô. Không biết tô. Thì Duy chỉ cho Eva tô. Eva phải cô chấm vậy. Cô sao? Mà Eva không biết nói. Thì tôi chỉ Eva nói nha. Eva nó cô lắm ngày dám cưng cào cả. Mà chưa nói cô lắm cưng chơi người mà chơi. Eva không nói cào. Thì con nói lại đi, con nói Eva nói cào cào. Eva nói cào cào. Nói cào cào. Nói lại đi, nói lại. Eva phải nói cào cào tiếng này. Ê con cào cào cắn miệng. Không, không cắn miệng. Nó ăn gì? Nó ăn, hỏi lại đi. Mommy con cào cào ăn gì? Mommy. Con cào cào ăn lá. Ăn lá miệng. Hả? Lá nhảy. Ừ, lá. Lá. Lá miệng ấy, mà sẽ không có cưng cào cả trên cây của mình. Ở đây không có đâu, ở ngoài đồng, ở ngoài ruộng mới có. Ở ngoài ruộng lúa. Ruộng lúa. Ở Việt Nam á. Mày sẽ muốn coi nhớ, chứ gì Việt Nam sẽ muốn coi nhớ. Mai mốt mà mày nói ông bà bắt ấy, chết chết rồi. Bắt con cào cào cho Duy coi. Anh nó quay kìa. Mày cao ấy. Đang cơm bướm. Mày giống con bướm bướm luôn. Đang cơm bướm. Ngất bướm. Cái gì? Mày cao. Nhao nhao bay. Nó ngoài. Nó là nhỏ. Đây và chơi với. Eva con biết. Cho Eva con bò đi. Chỉ cho Eva chơi con bò với con cừu coi nha. Cá cừu bé. Hả? Con nhai hết trong miệng rồi con nói. Con nhai hết trong miệng đi. Cho Eva nhìn kìa. Eva nè. Louis. Nhìn chiếc chiếc màu vàng. Đi rửa tay đi con. Chạy vô rửa tay.